Đồn biên phòng Giào Sang, bộ đội biên phòng Lai Châu cho biết, đơn vị và chính quyền địa phương vừa kịp thời đưa đi cấp cứu một người dân bị thương nặng sau 4 ngày rơi xuống vực trong rừng sâu. Theo đó, ngày 16 tháng 7, ông Phùng Văn Phủ, 64 tuổi, dân tộc Giao, ở bản Sang Cha, xã Giào Sang, huyện Phong Thổ, đi rừng không may bị nạn rơi xuống vực. Đến chiều tối ngày 19 tháng 7, một số người dân đi làm nương phát hiện vụ việc và báo cho chính quyền địa phương. Do trời tối và mưa to, khu vực ông Phủ gặp nạn cách bản 9 km, đường núi khó đi, nên sáng ngày 20 tháng 7, lực lượng chức năng mới tiếp cận được chỗ ông Phủ gặp nạn. Để đưa được nạn nhân ra khỏi rừng, lực lượng cứu hộ phải sử dụng cán khiêng, lội bộ 4 tiếng đồng hồ mới về được đến bản. Thông tin ban đầu, hiện sức khỏe của ông Phủ ổn định, bị gãy xương sống lưng và một số chấn thương khác. Nạn nhân được vận chuyển lên tuyến trên để chữa trị.